trả lại một bản tin buồn. Một tin vô cùng buồn liên quan đến cựu tổng thống thứ 44 của Hoa Kỳ, đó là Barack Obama. Một đầu bếp cá nhân của ông Obama đã tìm thấy xác và kết quả là chết đuối. Lý do chết đuối như thế nào chúng ta hãy đi chi tiết vào. Đầu bếp cá nhân của cựu tổng thống Barack Obama đã tìm thấy chết đuối gần khu đất trên gia đình ở đảo Martha Vineyard. Ngày Chủ nhật vừa qua, cảnh sát bang Massachusetts đã tiến hành tìm kiếm một người đi paddleboard mất tích sau khi một người chèo paddleboard cho biết anh ta đã gặp khó khăn trên mặt nước, chìm xuống và không lên mặt nước nữa, theo thông tin của tờ báo AP. Người đàn ông sau đó được xác định là Tafari Campbell, 45 tuổi, đến từ Dumfries, tiểu bang Virginia, là một đầu bếp cá nhân của ông Obama. Campbell đang thăm cái gia đình trên đảo Martha vào cái thời điểm xảy ra sự cố. Trong lúc này không có gia đình Obama nào ở lại khu vực. Cuộc tìm kiếm được tạm ngưng vào cuối Chủ nhật, nhưng vào sáng thứ hai, cảnh sát cho biết một cái sonar từ một con thuyền đã tìm thấy cách bờ 100 feet, cái độ sâu tương đương 2.4. Campbell không mang phao cứu hộ. Thi thể của Campbell được tìm thấy trên hồ Grey Pond vào ngày thứ hai. Theo tạp chí Vanguard, cảnh sát môi trường đã tìm thấy thi thể của ông bằng cách sử dụng sonar từ một con thuyền. Các công tác điều tra cái chết của Campbell được tiến hành bởi sĩ quan cảnh sát của tiểu bang Cape và đơn vị công tố của quận Island và cảnh sát Engertown. Những người dân địa phương đã tham gia cuộc tìm kiếm thông qua việc thăm từng căn nhà của khu vực và thực hiện những đợt lặn đêm. Trưởng đoàn cứu hỏa cảnh sát đã viết trong một thông báo gửi trên tờ báo rằng các nhà cứu hỏa đang tìm ở bờ hồ bằng đôi chân, ta đi khiều khiều xung quanh. Chúng tôi rất buồn khi kết quả như việc này và chúng tôi nỗ lực rất là hết mình nhưng mà cuối cùng cũng không cứu được. Trong một tuyên bố thì ông Barack và Michelle Obama đã tán dương ông Campbell, gọi ông là một người đàn ông sáng tạo, người đầy đam mê. Họ xem như một thành viên của gia đình. Sao mà xung quanh toàn là những người chết, tôi cũng lý do tại sao mà chia buồn. Và đó là bản tin ngắn, chào tạm biệt. Lý do tại sao thì chỉ có trời mới biết tại sao. Chào tạm biệt.